bà hội viên trong hội nữ sinh văn nghệ khu phố Nhân Thôn, phường Cổ Mới. Đời đầu tiên, nhân dịp đầu năm mới, tôi xin được gửi tới toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng, chúc buổi tổng kết thành công tốt đẹp. Được sự nhất trí của lãnh đạo, hội viên, đội văn nghệ dân sinh, khu phố, người cao tuổi Nghiêm Thôn, hôm nay ngày 9 tháng 1 năm 2024, đội văn nghệ dân sinh tổ chức tổng kết hoạt động của năm 2021, 2022, 2023, vừa phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Về dự buổi tổng kết hôm nay, tôi xin giới thiệu một bà thị trấn có chủ tịch người cao tuổi phường phố mới kiêm phó chủ nhiệm ban câu lạc bộ văn hóa văn nghệ Nhân Thôn. Hai, ông Mại Hoàng Công Hoàng Văn Sử, chi hội trưởng người cao tuổi khu phố Nhân Thôn. Ông Mại Hữu Vinh, ông Hoàng Công Sáu và Nguyễn Thị Xê, chi hội phó người cao tuổi khu phố Nghiêm Thôn, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Và sự có mặt đông đủ cán bộ, hội viên, đội văn nghệ, dưỡng sinh, đề nghị nhiệt liệt hoan nghênh. Sau đây tôi xin thông qua chương trình làm việc. Một, tuyên bố lý do. Hai, giới thiệu đại biểu. Hai, báo cáo kết quả hoạt động của đội trong 3 năm phương hướng hoạt động năm 2024. Báo cáo quý của đội. Ba, ý kiến tham gia của hội viên. Bốn, ý kiến phát biểu của ban lãnh đạo chi hội người cao tuổi. Năm, kết luận. Kết thúc buổi họp. Mời dùng cơm thân mật. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu bà Lại Thị Trấn, phó chủ nhiệm câu lạc bộ văn nghệ Nghiêm Thôn, phụ trách chương kế hoạch của đội dưỡng sinh văn nghệ người cao tuổi, thông qua báo cáo kết quả hoạt động của đội trong thời gian qua. Kính mời bà. Kính thưa các bà này, ban lãnh đạo chi hội người cao tuổi khu phố Nghiêm Thôn, kính thưa toàn thể chị em hội viên câu lạc bộ văn nghệ dưỡng sinh thôn nhà. Hôm nay câu lạc bộ văn nghệ dưỡng sinh họp mặt tổng kết công tác của đội văn nghệ từ năm 2023 đến năm 2023, năm quý mão đã và sắp qua, năm giáp thân đã và sắp đến. Lời đầu tiên tôi xin được kính chúc toàn thể quý vị luôn được dồi dào sức khỏe, sống vui vẻ, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Chúc câu lạc bộ ngày càng phát triển, có nhiều bài hát hay, điệu múa đẹp, có đông đảo thành viên tham gia. Tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm của ban lãnh đạo chi hội người cao tuổi thôn nhà và toàn thể các chị em đã tin tưởng đồng hành cùng chúng tôi để có thành công như ngày hôm nay. Báo cáo với các ông bà lãnh đạo chi hội người cao tuổi thôn nhà và toàn thể hội viên câu lạc bộ để duy trì hoạt động của đội văn nghệ dưỡng sinh, chúng tôi cùng nhau họp bàn để thực hiện và đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của hội người cao tuổi các cấp, của chi hội và của địa phương khu phố và tổ chức giao lưu. Năm 2022, tôi cũng đã tổng hợp đại học nhưng chưa được thông qua toàn đội. Hôm nay tôi xin tổng hợp báo cáo cả 3 năm luôn, từ thời điểm bà Đức tham gia ban lãnh đạo chi hội người cao tuổi thôn nhà nhận nhiệm vụ phụ trách đội văn nghệ dưỡng sinh của người cao tuổi. Kết quả biểu diễn văn nghệ dưỡng sinh năm 2021, 2022 và năm 2023 như sau. Thứ nhất, 4 lần được đại diện hội người cao tuổi thị trấn phố mới biểu diễn giao lưu tại thị trấn. Một là văn nghệ chào mừng 25 năm ngày thành lập thị trấn phố mới ngày 31 tháng 12 năm 2020 với bài múa Vầng Trăng Ba Đình.
Hai, văn nghệ chào mừng đại hội người cao tuổi thị trấn Phố Mới ngày 10 tháng 3 năm 2021 với bài múa bài ca người cao tuổi Việt Nam và kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19 tháng 5 năm 2022 múa bài lời ca dân Bác. Bốn, văn nghệ chào mừng các tổ chức đoàn thể có ngày kỷ niệm trong tháng 10 năm 2022 múa bài dân đàn ca câu ca quan họ. Năm, đã tổ chức giao lưu văn nghệ với 30 đơn vị bạn tại nhà văn hóa Liêm Thôn ngày 13 tháng 9 năm 2022. Tất cả các tiết mục đều được khán giả khen ngợi và đánh giá xuất sắc, rất nhiều người xem cho mi. 6. Tham gia đồng diễn dưỡng sinh tại Đại hội Thể dục Thể thao thị trấn Phố Mới ngày 21 tháng 4 năm 2021. Tham gia đồng diễn dưỡng sinh văn nghệ nhân ngày người cao tuổi Việt Nam mùng 5 tháng 6 năm 2022. 8. Tham gia đồng diễn và giao lưu dưỡng sinh một người cao tuổi thị trấn Phố Mới chào mừng ngày quốc tế người cao tuổi tại sân tượng đài ngày 24 tháng 9 năm 2022. Tham gia đồng diễn dưỡng sinh của hội người cao tuổi huyện tại Ngưỡng Cao ngày 17 tháng 12 năm 2022. B. Phục vụ các ngày hội họp của thôn. 10. Văn nghệ chào mừng đại hội chi bộ đảng Liên Thôn. 11. Văn nghệ chào mừng tổng kết câu lạc bộ phụ nữ cao tuổi ngày 15 tháng 10 năm 2022. Đồng diễn dưỡng sinh văn nghệ ngày đại đoàn kết toàn dân tộc khu phố Liên Thôn ngày 18 tháng 11 năm 2022. 13. Văn nghệ dưỡng sinh sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 của chi hội người cao tuổi. 14. Văn nghệ dưỡng sinh kỷ niệm ngày quốc tế người cao tuổi tại chi hội mùng 1 tháng 10. 15. Dưỡng sinh văn nghệ ngày tổng kết công tác chi hội người cao tuổi năm 2022. Trong năm 2021-2022, câu lạc bộ đã thực hiện được 15 buổi biểu diễn với ngót nghét 90 bài. Thay mặt câu lạc bộ, tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, động viên kịp thời của ban lãnh đạo chi hội. Cảm ơn tất cả các chị em đã tôn trọng sự điều hành của chúng tôi, hưởng ứng đồng hành cùng chúng tôi để có được kết quả như vậy trong thời gian qua. Đề nghị chúng ta cho một tràng pháo tay để tán dương kết quả. Năm 2023, câu lạc bộ đã thực hiện các buổi biểu diễn như sau. 1. Văn nghệ dân vũ ngày chúc mừng thọ các cụ đầu xuân Quý Mão. 2. Đồng diễn dưỡng sinh ngày bầu cử trưởng khu phố Nghiêm Thôn nhiệm kỳ 2023-2025. Múa dân vũ ngày hội lễ đình làng Nghiêm Thôn ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 4. 5. Giao lưu văn nghệ dân vũ của hội người cao tuổi phường Phố Mới ngày mùng 5 tháng 6. Đội Nghiêm Thôn được chọn một tiết mục đặc sắc để tham gia giao lưu vũ. 6. Văn nghệ múa dân vũ ngày sơ kết 6 tháng đầu năm của chi hội người cao tuổi. 7. Tham gia giao lưu văn nghệ vũ ngày 30 tháng 7 một tiết mục Phố Mới đã nhất vũ. Và 33 tiết mục của Phố Mới tham gia đều đạt bài A, trong đó chúng ta cũng đạt bài A. 8. Đồng diễn dân vũ 3 bài giao lưu dưỡng sinh toàn phường Phố Mới ngày 26 tháng 9. Văn nghệ dân vũ gặp mặt kỷ niệm ngày quốc tế người cao tuổi tại chi hội mùng 1 tháng 10. 10. Văn nghệ dân vũ phục vụ tổng kết công tác phụ nữ cao tuổi ngày 5 tháng 10. 11. Đồng diễn dân vũ văn nghệ ngày đại đoàn kết toàn dân tộc khu phố Nghiêm Thôn. 12. Văn nghệ chào mừng ngày tổng kết công tác hội người cao tuổi năm 2023. Vậy là trong hai năm. Trong năm 2023, câu lạc bộ đã thực hiện được 12 buổi biểu diễn tổng số gần 40 tiết mục. Vâng, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Cảm ơn chúng ta đã đạt được trong năm 2023. Rất nhiều, chúng ta như thế là nhiều. Vâng, trong năm 2023, các tôi bận việc gia đình không đồng hành xuyên suốt cùng đội được. Xin cảm ơn bà Đức, bà Liên, bà Hằng và tất cả các bà đã rất nhiệt tình cố gắng, chủ động tập luyện và biểu diễn rất thành công. Rất may, nhân do công ty hiện nay có các nhà hướng dẫn viên chuyên nghiệp, có các bài hướng dẫn tập chậm, tập cùng chiều, nhạc chuẩn, nên việc tập luyện của chúng ta vô cùng thuận tiện, ai cũng có thể tập được. Tôi không bị áp lực học trước để hướng dẫn cho mọi người. Vâng, thưa toàn thể quý vị, sau khi kiện toàn ban chấp hành chi hội người cao tuổi, câu lạc bộ văn nghệ đã vượt lên khỏi cái điểm đứng ở tầm cao mới, tiến bộ vượt bậc, muốn đạt cụ
muốn sẵn sàng mua đạo cụ, muốn đồng phục sẵn sàng mua đồng phục, kể cả thủ tục năm 2022, năm 2023, câu lạc bộ đã mua sắm đồng phục cho cả đội ba bộ tân thời, màu đỏ, màu xanh và mới nay là màu vàng, và một bộ áo phông, áo bà ba, mua đạo cụ múa Tết có một túi quà về cho gia đình. Thỉnh thoảng có tổ chức liên hoan tự lấu, tự đầm ấm gia đình. Các chị thấy chúng ta đi tập có vui không, khỏe người và trẻ trung không? Nếu đứng vậy, sao mà chàng có tay để tán dương à? Tôi xin cảm ơn và biết ơn bà Đức nhiều lắm. Từ khi bà Đức luôn đã đưa tôi và cả đội thoát khỏi sự bí bức và bức xúc trong lần mua sắm đạo cụ trong trang phục múa trước đây, bà Đức đã chủ động tìm kiếm đến các nhà hảo tâm xin kinh phí cho đội thu vén mua sắm đi thuê trang phục, thỏa mãn nhu cầu trang phục múa phù hợp cho từng bài múa. Trang phục đẹp luôn được đổi mới. Đề nghị cả đội chúng ta cho một tràng pháo tay để biểu dương bà Đức, người đã có tâm huyết cho bản thân tôi đã làm hết khả năng của mình và trên khả năng của mình để có những bài múa hay, múa đẹp và có video để chứng minh. Năm 2021 2022 đã được toàn thể chị em câu lạc bộ và mọi người ghi nhận và đã thưởng tặng cho tôi một món quà rất ý nghĩa, đó là một cái áo nhung kim gia dùng để lên sân khấu đi dự tiệc. Một lần nữa tôi xin thành cảm ơn tất cả mọi người. Mai mã tồn tại cần khắc phục để có được thành quả đến thời điểm này. Trong quá trình điều hành duy trì hoạt động của câu lạc bộ không thể tránh khỏi những sai sót, hiểu lầm, bất đồng quan điểm, đôi khi căng thẳng, to tiếng nặng lời với nhau. Vâng, sau mỗi vụ việc xảy ra, mỗi chúng ta đều cũng đã tự rút kinh nghiệm cho mình và tự thấy rằng lúc nóng giận hết thôi. Tôi mong rằng sau buổi họp này, mọi việc đã qua chúng ta cho qua luôn để cùng hướng tới một mục tiêu sống vui, sống khỏe, sống có ích cho đời và tấm gương cho con cháu. Chúng ta có nhất trí không? Nếu nhất trí hãy cho một tràng pháo tay ạ. Ba la mã chương trình hoạt động của đội văn nghệ diễn sinh năm 2024. Thứ nhất là duy trì luyện tập thường xuyên, tập bài mới, ôn bài cũ để sẵn sàng tham gia biểu diễn, giao lưu khi có yêu cầu của ngành dọc cũng như của thôn khu, vận động hội viên người dân cao tuổi tham gia tập luyện diễn sinh văn nghệ. Hai, chúng ta đi tập đây để lấy vui lấy khỏe là chính, mong mọi người tự kiềm chế bản thân, tôn trọng nhau, cứ quan điểm, ý tưởng, sở thích không đồng nhất. Thứ ba, tôn trọng người lãnh đạo điều hành. Xin nhắc lại với toàn đội, với vai trò trách nhiệm của chúng tôi trong ban chủ nhiệm câu lạc bộ văn hóa văn nghệ thể dục thể thao khu phố Nghiêm Thôn, một là Nguyễn Thị Đức với chức năng là chi hội phó người cao tuổi, phó chủ nhiệm câu lạc bộ phụ trách đội văn nghệ diễn sinh của hội người cao tuổi Nghiêm Thôn, thực hiện chương trình cho hội người cao tuổi của phố mới và của thôn khu. Hai, bà Lại Thị Trấn là phó chủ tịch hội người cao tuổi phường phố mới, kiêm phó chủ tịch câu lạc bộ văn hóa văn nghệ của thôn, có nhiệm vụ lên kế hoạch, lập chương trình, chọn bài và hướng dẫn chính cho đội diễn sinh của khu vực của đội văn nghệ người cao tuổi. Đề nghị mọi người tôn trọng vai trò trách nhiệm của chúng tôi, vai trò trách nhiệm của chúng tôi để chúng tôi được chọn bài, chọn người, giao việc, sắp người khi lên sân khấu biểu diễn. Trong quá trình điều hành, nếu có gì chưa hợp lý nên có ý kiến trao đổi của chúng tôi, không tự điều hành ngang, không tự phát tự xử theo ý cá nhân. Vâng, chương trình kế hoạch năm 24 và đề xuất của chúng tôi đối với đội chỉ có như vậy. Và sau đây là xin mọi người cho ý kiến. Nếu mà nhất trí thì chúng ta sẽ cùng nhau làm tốt nhé. Vâng, bây giờ tiếp theo chương trình cuộc họp thì bà Đức sẽ thông qua cái báo cáo khí hậu. Sau chúng ta có ý kiến đóng góp thì là chúng ta hãy tiếp tục. Vâng. Thế thì sang đến 19 tháng 5 âm lịch